Thưa quý vị, học bổng là phần thưởng, sự khuyến khích cho các bạn trẻ. Và học bổng cũng là động lực để các bạn có thể học tập, phát huy những phẩm chất cá nhân trong môi trường đại học. Với Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU, nhà trường đã có rất nhiều học bổng để trao cho các thí sinh, giúp các bạn có cơ hội bay cao hơn trong hành trình học tập của mình. Và học bổng cũng là nội dung trong phóng sự mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị ngay sau đây. Năng động, hoạt bát và luôn tỏa sáng với nụ cười trên môi, cô bạn Trần Kim Ngân, sinh viên ngành ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, ghi điểm với nhiều người bằng sự tự tin của mình. Kim Ngân là một ví dụ rất cụ thể về thế hệ sinh viên Gen Z tài năng và nhiệt huyết, khi bạn luôn đi đầu trong các cuộc thi, các hoạt động học tập, trải nghiệm tại trường. Và cô bạn này cũng chính là chủ nhân học bổng chủ tịch SIU danh giá, được tài trợ 100% học phí kèm sinh hoạt phí trong suốt 4 năm học. Với động lực đó, Kim Ngân sở hữu thành tích vô cùng đáng nể khi đạt thành tích là top 3 cuộc thi SIU Golden Week 2023. 3 năm liền đạt giải nhất cuộc thi nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Cô bạn này còn đang là chủ nhiệm của SIU Media Club, một câu lạc bộ dành cho những sinh viên có niềm đam mê, yêu thích với lĩnh vực truyền thông. Và với khả năng hoạt ngôn của mình, Kim Ngân cũng được nhà trường tin tưởng, giao trách nhiệm dẫn dắt nhiều sự kiện, cuộc thi, chương trình của trường. Nhận được học bổng thì sẽ giúp em giảm được gánh nặng tài chính rất là nhiều. Trường có tổ chức các cái câu lạc bộ hoặc là những cái cuộc thi thì chắc là quan trọng nhất là cái cuộc thi là SIU Golden Mic, là một cái cuộc thi MC. Thì ở cái cuộc thi đó thì em tham gia, thì lúc đó là em chưa biết gì về MC cả và em chỉ tham gia theo gọi là bản năng thôi. Thì lúc đó thì cũng may mắn là em được giải ba và từ đó thì trường cũng cho em cơ hội để em được dẫn một vài cái chương trình nhỏ nhỏ. Thì em ở đó thì em được gặp gỡ những con người mới, em được kết giao và em được lắng nghe những cái chia sẻ của những cái diễn giả mà em nghĩ là em sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp họ nếu như mà em không ở SIU ấy. Mỗi năm các trường đại học đều có rất nhiều học bổng dành cho các bạn thí sinh có thành tích học tập tốt, cũng như khuyến khích hỗ trợ cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng biết vươn lên và có ý chí trong con đường học vấn. Học bổng vì thế đem đến những giá trị to lớn, không chỉ thể hiện bằng vật chất mà còn là bệ phóng tinh thần rất vững chãi, giúp cho các bạn sinh viên yên tâm học tập, tự tin và bản lĩnh hơn trên giảng đường đại học. Học bổng cũng là lời động viên tích cực mà các trường đại học muốn gửi đến các thí sinh. Hãy chăm chỉ học tập và phát huy khả năng của mình. Nhà trường sẽ đồng hành và hỗ trợ thí sinh trên mọi phương diện. Thường học bổng sẽ là một trong những câu chuyện mà các bạn cần phải tính toán rất là kỹ. Rất là nhiều bạn giỏi nhưng các bạn lại không tự tin thể hiện mình trước các trường đại học để người ta có thể sẵn sàng hỗ trợ và cung cấp cho các bạn những suất học bổng rất là danh giá. Các bạn có điều kiện của bản thân, các bạn có thành tích học tập tốt nhưng mà các bạn không thể hiện ra thì các trường sẽ không biết. Cho nên là đối với các bạn thí sinh thì chúng tôi vẫn khuyên các bạn là có gì đâu mà e ngại. Nếu các bạn apply vào những chương trình học bổng, bạn không được mức này thì bạn có được những mức khác. Và ngoài ra thì với một cái việc chuẩn bị một cái profile cho chuẩn bị một cái chương trình học bổng thì đó cũng là kinh nghiệm của các bạn trong việc viết lách, chuẩn bị hồ sơ, giúp cho mình có thêm kinh nghiệm và trải nghiệm. Thì những cái việc làm đó chúng tôi khuyến khích các bạn nên mạnh dạn. Đối với SIU thì chúng tôi khuyến khích các bạn chọn học bổng ngay khi các bạn bắt đầu làm hồ sơ xét tuyển. Và chúng tôi sẽ tư vấn, đội ngũ tư vấn sẽ hỗ trợ các bạn trong suốt quá trình các bạn tham gia hồ sơ, cho các bạn những cái suất học bổng tốt nhất với điểm số các bạn đang có, với thành tích của bạn đang có. Mùa tuyển sinh năm nay, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn có rất nhiều chương trình học bổng dành cho đa dạng các đối tượng, như học bổng chủ tịch SIU toàn phần đi kèm sinh hoạt phí, 4 năm đại học dành cho học sinh xuất sắc của các trường trung học phổ thông trên toàn quốc, học bổng tiếp bước hành trình với 100 suất học bổng tài trợ 100% học phí toàn khóa dành cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học tốt. Đây là học bổng được chính cựu học sinh của trường hiện đang là sinh viên của SIU kết nối, đưa chương trình về cho thế hệ đàn em. Học bổng 50% học phí toàn khóa cho học sinh có thành tích xuất sắc trong các hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật cấp quốc gia, quốc tế. Quỹ học bổng tài năng trẻ có giá trị từ 40% đến 100% học phí toàn khóa. Chương trình học bổng đồng hành xây dựng nhân lực chất lượng cao cho thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tài trợ 30% học phí toàn khóa dành cho tất cả các học sinh tốt nghiệp trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh khi học tại SIU. Học bổng doanh nghiệp tài trợ 20% học phí toàn khóa. Học bổng 20% học phí toàn khóa cho tất cả học sinh đăng ký chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh.